Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của vô minh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của vô minh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì sự ly của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của vô minh có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 339.